Vấn đề household first problem bên bên nhà vườn cầm xã thì anh ta dùng có mà để đi chụp của bác thì đã có vậy là vì một chuyện của anh là đang là sẽ đi thì cho nên đang có quản lý thì anh lý cái sinh hoạt thì anh là có cái tas. But anyway, sabi ko nga, in my own little way, ay makapag-share pa ko. Yan ang calling eh. Hanggang ko man yun, siguradong ako pa rin. And also, ang nagiging instruction ko, hindi lang yung si him, pati nga si him anyway. Wow! Hindi pwedeng pag-iwalay niya eh, di ba? Pwedeng mag-iwalay. Hindi pwede mag-iwalay. Hindi na kulay. Salamat din tayo sa Panginoon sa pagkita. Yeah!